Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 5 giao tiếp LED, LED 7 đoạn LCD, phím đơn, ma trận phím của môn lý thuyết vi xử lý sử dụng vi điều khiển bit 16F887. Tiếp tục nội dung thứ 6, giao tiếp điều khiển LED 7 đoạn. Ta sang phần nội dung thứ 5, giao tiếp điều khiển LED 7 đoạn dùng IC thanh ghi dịch 74595 và IC MBI 5026. Ta sẽ bắt đầu với IC 74HC595. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các thông số của IC. Đây là sơ đồ chân của IC 74HC595 dạng hai hàng chân xuyên lỗ. IC này có tổng cộng 16 chân, trong đó hai chân số 8 và chân số 16 là cấp nguồn VCC 5V. Các chân còn lại là các tín hiệu vào ra của IC. Đây là sơ đồ khối của IC và đây là sơ đồ nguyên lý của IC. Đây là bảng trạng thái mô tả hoạt động của IC 74HC595. Trước khi đi vào mô tả chi tiết thì chúng ta cần tìm hiểu tên viết tắt của một số tín hiệu điều khiển của IC. Bắt đầu với ngõ vào có tên là SER. Tên này được viết tắt của từ Serial Data Input. Đây là ngõ vào nhận dữ liệu nối tiếp. Một số dataset khác thì người ta ký hiệu chân này là SI hoặc SDI. Ngõ vào tiếp theo có tên là SERCLK, là viết tắt của các từ Switch Register Clock, có nghĩa là ngõ vào clock của tầng thanh ghi dịch Switch Register. Tiếp theo là ngõ vào SERCLEAR, là Switch Register Clear, là ngõ vào xóa của tầng thanh ghi dịch Switch Register. Ngõ vào tiếp theo có tên là ERCLK, là viết tắt của các từ Storage Register Clock. Người ta chỉ lấy chữ R và chữ Clock, còn chữ Storage người ta không có sử dụng, vì nếu sử dụng thêm chữ S thì nó sẽ trùng với tín hiệu người ta đã đặt tên là SERCLK. Cho nên tín hiệu này chỉ ký hiệu của các từ Register Clock của tầng thanh ghi lưu trữ, tên là ERCLK. Tín hiệu ngõ vào cuối cùng là OE, viết tắt của từ tiếng Anh là Output Enable. Đây là ngõ vào cho phép xuất dữ liệu. Bây giờ ta tiến hành tìm hiểu cấu trúc bên trong của IC 74HC595. IC này có hai tầng thanh ghi 8 bit. Tầng đầu tiên có tên là tầng thanh ghi dịch. Trong sơ đồ khối thì tên tiếng Anh của nó là Switch Register. Các tín hiệu điều khiển ở ngõ vào gồm có SER, Shift Register Clock và Shift Register Clear. Tín hiệu ngõ ra là QH phẩy và 8 tín hiệu ngõ ra được đưa đến tầng tiếp theo. Còn theo sơ đồ nguyên lý thì tầng thanh ghi dịch này sẽ sử dụng 8 lip lớp D. Với lip lớp D đầu tiên, ngõ vào D được nối đến tín hiệu SER thông qua bộ đệm. Ngõ ra Q được đưa đến tầng tiếp theo, đồng thời nối đến ngõ vào D của lip lớp D tiếp theo, tương tự cho các lip lớp D còn lại. Trong đó, lip lớp D cuối cùng, ngoài việc ngõ ra Q đưa đến tầng tiếp theo, thì nó sẽ đưa qua một bộ đệm để tạo ra tín hiệu QH phẩy để ghép với IC thanh ghi dịch tiếp theo khi chúng ta cần mở rộng. Các ngõ vào clock của 8 lip lớp này được nối chung lại với nhau và nối đến ngõ vào SR clock thông qua bộ đệm. Tiếp theo là các ngõ vào reset hay clear của 8 lip lớp này cũng được nối chung lại với nhau và nối đến tín hiệu SR clear thông qua cổng đảo. Tầng thanh ghi thứ hai được gọi là tầng thanh ghi lưu trữ. Trong sơ đồ khối, tên tiếng Anh của nó là Storage Register. Tầng này có một tín hiệu điều khiển là ERCLK. Tín hiệu ngõ vào là lấy từ 8 ngõ ra của tầng thanh ghi dịch và tín hiệu ngõ ra là 8 ngõ ra sẽ đưa đến tầng tiếp theo. Còn theo sơ đồ nguyên lý thì tầng thanh ghi lưu trữ này sẽ sử dụng 8 lip lớp D, với 8 ngõ vào D sẽ được nối đến 8 ngõ ra của tầng thanh ghi dịch và 8 ngõ ra Q
của 8 liếp lớp này sẽ được đưa đến tầng ngõ ra. Ngõ vào cờ lóc của 8 liếp lớp này được nối chung lại với nhau và nối với tín hiệu RCNLK thông qua bộ đệm. Ngoài hai tầng thanh ghi dịch thì IC74595 còn có tầng ngõ ra dùng bộ đệm 3 trạng thái. Trong sơ đồ khối thì bộ đệm 3 trạng thái có tên là Tri-State Buffer, tín hiệu điều khiển là OE. Các tín hiệu ngõ vào chính là ngõ ra của tầng thanh ghi lưu trữ, và tín hiệu ngõ ra chính là 8 ngõ ra có tên là từ QA đến QH. Còn theo sơ đồ nguyên lý thì tầng ngõ ra này sử dụng 8 bộ đệm 3 trạng thái. Phần tín hiệu ngõ vào của 8 bộ đệm này sẽ nối đến 8 tín hiệu ngõ ra của tầng thanh ghi lưu trữ, và 8 ngõ ra của bộ đệm này sẽ được đưa ra bên ngoài và được đặt tên là từ QA cho đến QH. Tín hiệu điều khiển bộ đệm này được nối chung lại với nhau và nối đến tín hiệu OE thông qua cổng đảo. Như vậy ta đã khảo sát xong cấu trúc bên trong của IC thanh ghi dịch 74HC595. IC này gồm có 2 tầng thanh ghi và 1 tầng ngõ ra. Trong 2 tầng thanh ghi thì tầng đầu tiên được gọi là tầng thanh ghi dịch. Dữ liệu được dịch vào nối tiếp và dữ liệu cũng được dịch ra nối tiếp ở ngõ ra QH phải. Đồng thời dữ liệu cũng xuất ra ở dạng song song. Tầng thanh ghi thứ 2 được gọi là tầng thanh ghi lưu trữ. Tầng thanh ghi này thuộc dạng là vào song song và ra song song. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu nguyên lý hoạt động của IC74HC595 thông qua bảng trạng thái. Trong bảng trạng thái này thì tín hiệu ngõ vào gồm có 5 tín hiệu điều khiển của 3 tầng, trong đó 2 tầng thanh ghi và tầng ngõ ra. Ta sẽ tách ra thành từng tầng và ta sẽ bắt đầu với tầng thanh ghi dịch. Đối với tầng thanh ghi dịch này có 2 trạng thái. Và để thuận tiện cho việc giải thích thì tôi đặt tên cho 8 ngõ ra của tầng thanh ghi dịch này là từ QA cho đến QH. Muốn cho tầng này hoạt động thì ngõ vào S-clear phải ở mức cao. Còn nếu nó ở mức thấp thì nó làm cho 8 ngõ ra này ở mức 0 bất chấp 2 tín hiệu còn lại. Ngõ vào SER sẽ nhận dữ liệu mức thấp hoặc mức cao, và khi có cảnh lên ở ngõ vào SER clock thì nó sẽ tiến hành dịch dữ liệu và cụ thể như sau. Tầng đầu tiên của thanh ghi dịch sẽ xuống mức thấp nếu ngõ vào SER nhận mức thấp. Các tầng còn lại sẽ lưu trữ dữ liệu của tầng trước đó theo thứ tự. Trường hợp tiếp theo, nếu ngõ vào SER ở mức cao thì tầng đầu tiên của thanh ghi dịch sẽ lên mức cao. Các tầng còn lại sẽ lưu trữ dữ liệu của tầng trước đó theo thứ tự. Đó là mô tả theo bảng trạng thái. Đây là hình ảnh minh họa cho trạng thái đầu tiên này. Trong hình ảnh này chúng ta thấy 8 ngõ ra từ QA cho đến QH chính là 8 ngõ ra của tầng thanh ghi dịch, và nó đang mang các giá trị mức cao, mức thấp, mức cao, mức thấp, mức cao, mức cao, mức thấp, mức cao. Và giá trị của ngõ vào SER đang ở mức thấp. Khi có cạnh lên của ngõ vào SERCNLK thì dữ liệu của ngõ vào SER bây giờ sẽ được dịch vào và xuất hiện ở ngõ ra của liếp lớp QA. Dữ liệu trước đó của liếp lớp QA bây giờ sẽ được dịch và xuất hiện ở ngõ ra của liếp lớp QB. Tương tự cho các liếp lớp tiếp theo. Dữ liệu ngõ ra của liếp lớp QG đang ở mức thấp bây giờ sẽ được dịch và xuất hiện ở ngõ ra của liếp lớp QH. Còn đây là hình ảnh minh họa cho trạng thái còn lại, ngõ vào SER đang ở mức cao. Khi có cạnh lên của ngõ vào SERCNLK thì dữ liệu của ngõ vào SER sẽ được dịch và xuất hiện ở ngõ ra của liếp lớp QA. Dữ liệu của liếp lớp QA trước đó bây giờ sẽ được dịch và xuất hiện ở ngõ ra của liếp lớp QB, tương tự cho các liếp lớp còn lại. Dữ liệu trước đó của ngõ ra liếp lớp QG bây giờ sẽ được dịch và xuất hiện ở ngõ ra của liếp lớp QH. Trong tầng thanh ghi dịch này còn ngõ ra QH phải, và chúng ta đã biết được ngõ ra QH phải có giá trị chính bằng ngõ ra QH. Và ngõ ra QH phải này được đưa ra ngoài để nối đến ngõ vào
dữ liệu SER của thanh nghi dịch tiếp theo khi chúng ta muốn ghép nhiều IC thanh nghi dịch 74595 với nhau. Như vậy, ta đã mô tả xong hoạt động của tầng thanh nghi dịch. Bây giờ ta sẽ sang tầng tiếp theo. Tầng thanh nghi lưu trữ này chỉ có một tín hiệu điều khiển duy nhất là RCNLK. Khi có cạnh lên của tín hiệu RCNLK, thì dữ liệu của ngõ vào chính là ngõ ra của tầng thanh nghi dịch sẽ được lưu trữ vào 8 liếp lớp của tầng thanh nghi lưu trữ và xuất hiện ở 8 ngõ ra. Như vậy, việc lưu trữ dữ liệu vào tầng thanh nghi dịch này chỉ xuất hiện khi có cạnh lên ở ngõ vào RCNLK. Nếu ngõ vào này ở mức 0 hoặc ở mức 1 thì nó sẽ không thực hiện quá trình lưu trữ dữ liệu. Khi ta tiến hành dịch dữ liệu vào tầng thanh nghi dịch, tín hiệu RCNLK ở mức 0 hoặc ở mức 1 thì dữ liệu này sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu ngõ ra của tầng thanh nghi lưu trữ. Sang tầng thứ 3 là tầng bộ đệm 3 trạng thái, có một tín hiệu điều khiển duy nhất là OE. Khi OE ở mức cao thì 8 ngõ ra này sẽ bị cấm, xem như là hở mạch hay ở trạng thái trở kháng cao. Khi OE ở mức thấp thì 8 ngõ ra này sẽ được xuất dữ liệu, chính là dữ liệu được lưu trữ ở tầng thanh ghi lưu trữ. Như vậy, ta đã mô tả xong hoạt động của IC 74595. Để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của IC 74595 thì tôi tiến hành xây dựng mạch điện mô phỏng. Trong mạch điện mô phỏng này thì tôi có so sánh với IC 74164. Đó là IC thanh ghi dịch và chỉ có một tầng duy nhất. Trong sơ đồ mạch điện mô phỏng này sử dụng hai IC thanh ghi dịch là IC 3 và IC 4. Hai IC này ghép nối tiếp với nhau tạo thành 16 ngõ ra. Và 16 ngõ ra này sẽ điều khiển 16 led đơn thông qua điện trở hạn dòng 330 ohm. Tiếp theo là hai thanh ghi dịch 74HC595, chính là IC1 và IC2. Hai IC này cũng được ghép nối tiếp với nhau, ngõ ra Q7' chính là QH' được nối đến ngõ vào dữ liệu nối tiếp của IC tiếp theo, tạo thành 16 ngõ ra điều khiển 16 led đơn thông qua điện trở hạn dòng 330 ohm. Trước khi tiếp tục thì chúng ta cần lưu ý, trong phần mềm mô phỏng bằng Protest thì tên của các tín hiệu của IC 74595 có sự thay đổi so với tên mà chúng ta đã khảo sát. Trong đó 8 ngõ ra thay vì từ QA cho đến QH thì ở đây người ta đặt tên là từ Q0 đến Q7. QH' chính là Q7'. Ngõ vào dữ liệu nối tiếp SER thì bây giờ người ta thay bằng ngõ vào DS. Ngõ vào SER CNLK thì được thay thế bằng ngõ vào SHCB, chứ CB là clock bull. Ngõ vào RCK được thay thế bằng tên là STCB. Ngõ vào SR clear thì được thay thế bằng MR là master reset. Riêng ngõ vào OE thì giữ nguyên. Trong sơ đồ mạch điện này thì hai ngõ vào AB nhận dữ liệu nối tiếp của IC3 được nối chung với ngõ vào nhận dữ liệu nối tiếp DS của IC1, rồi nối đến ngõ vào tạo thiết bị logic và nó đang tạo ra mức 0. Hai ngõ vào clock của hai IC 74164 được nối chung với hai ngõ vào SHCB của hai IC 74595, chính là hai ngõ vào xung clock dùng để dịch dữ liệu nối tiếp, rồi nối đến nguồn xung clock từ bên ngoài thông qua công tắc này. Và hiện tại công tắc này đang hở, nguồn xung sẽ không được cấp cho cả 4 IC. Có một đèn LED để báo hiệu mỗi một xung clock thì đèn này sẽ chớp tắt. Tiếp theo là hai ngõ vào master reset của hai IC 74164 được nối chung đến hai ngõ vào master reset của tầng thanh ghi dịch của hai IC 74595, rồi nối đến điện trở R1 10 kg nối lên nguồn VCC, đồng thời nối với nút nhấn nối xuống mat. Bình thường nút nhấn này hở thì
Ngó vào reset của cả 4 IC này sẽ ở mức 1, cho phép các IC này hoạt động bình thường. Khi ta nhấn nút này thì nó sẽ làm cho các ngõ vào reset xuống mức 0. Khi đó cả 4 IC này sẽ bị reset. Khi hai IC741164 bị reset thì các ngõ ra sẽ về mức 0. Nó sẽ làm cho các đèn LED này tắt. Còn hai IC74595 khi ta nhấn nút reset này thì nó chỉ reset tầng thanh ghi dịch, còn tầng ngõ ra không bị ảnh hưởng. Như vậy ta đã kết nối xong các tín hiệu điều khiển ngõ vào của hai IC74164. Riêng hai IC74595 thì còn lại hai tín hiệu. Tín hiệu thứ nhất là tín hiệu output enable của cả hai IC này được nối chung lại với nhau và nối với thiết bị tạo mức logic, và nó đang ở mức 0. Điều đó có nghĩa là nó cho phép tầng ngõ ra xuất dữ liệu từ tầng lưu trữ đến tầng ngõ ra. Tín hiệu còn lại của cả hai IC74595 là STCB được nối chung lại với nhau và nối với thiết bị tạo mức logic, và thiết bị này đang tạo ra mức 0. Chúng ta lưu ý cho một điều, sự khác biệt giữa hai IC74164 và 74595 là IC74164 chỉ có một tầng thanh ghi dịch, còn IC74595 có tới hai tầng, tầng thanh ghi dịch và tầng thanh ghi lưu trữ, cùng với một tầng ngõ ra. Và bây giờ mời các bạn quan sát phần mô phỏng để đánh giá đúng sai. Dịch dữ liệu mức 1. Dữ liệu dịch xuất hiện ở các IC74164. Tiến hành lưu dữ liệu thì mới xuất hiện ở ngõ ra. Không cho phép xuất dữ liệu ở ngõ ra. Cho phép trở lại. Tiếp tục dịch dữ liệu. Lưu dữ liệu và xuất dữ liệu ở ngõ ra của 2IC74595. Tiếp tục dịch dữ liệu. Nhấn nút reset.
Như vậy ta đã thấy rõ được hoạt động của IC74595, đồng thời chúng ta cũng thấy rõ được hoạt động của IC74164, sự khác biệt giữa hai thanh nghi dịch này. Ta sang phần mở rộng ngõ ra. Nếu mạch điện chỉ sử dụng một IC74595, thì các tín hiệu điều khiển IC này là 4 tín hiệu. Còn các tín hiệu ngõ ra là từ QA đến QH, ta sẽ được 8 tín hiệu ở ngõ ra, xem như là mở rộng 4 đường sang 8 đường. Nếu ta sử dụng hai IC74595 ghép nối tiếp với nhau, thì phần tín hiệu điều khiển ở ngõ vào vẫn là 4 tín hiệu. Phần tín hiệu điều khiển ở ngõ ra ta sẽ được 16 tín hiệu, xem như là mở rộng từ 4 sang 16. Khi thực hiện ghép hai IC74595 với nhau thì việc ghép giống như trong mạch điện mô phỏng mới vừa trình bày, hoặc theo mạch điện này. IC101 sẽ nhận dữ liệu nối tiếp từ bên ngoài và ngõ ra QH phẩy của nó sẽ được nối đến ngõ vào nhận dữ liệu của IC tiếp theo. Các tín hiệu còn lại gồm có SCK, RCK, RE của cả hai IC sẽ được nối song song với nhau. Tương tự, nếu chúng ta dùng 3 IC74595 ghép nối tiếp với nhau, thì phần tín hiệu ngõ vào điều khiển cũng chỉ là 4 tín hiệu, nhưng phần tín hiệu ngõ ra chúng ta sẽ được tổng cộng là 24 tín hiệu, xem như là mở rộng từ 4 đường sang 24 đường. Và việc mở rộng này có thể tiếp tục nếu chúng ta sử dụng 4 IC, 5 IC, 6 IC, vân vân.